Em thì tiếp tục mình giao lưu với một cái cây sam mà mình tàn mấy này. Sam này khá lớn ha. Khá lớn, cây sam trái đang hòn mấy này. Cốt bự. Cốt của nó lớn hơn ngón chân mình nha. Cây này zin đẹp. Không có bị lũa, bị bọng, bị hư gì hết mấy anh em ha. Thì không bị bọng, bị lũa hết ha. Mấy cái đây là mấy cái mặt cắt của nó này. Không có ảnh hưởng gì hết mấy anh em. Là cây sam trái ha. Quay đây mình phải đi xe đây để quay cho hết tổng quan đây. Cái dàn xương nó cực dày mấy anh em. Đây dàn xương đây mấy anh em. Anh em mình cần cây sam trái này inbox về bonsai vn, số điện thoại Zalo 093 241 1987 nha mấy anh em. Cảm ơn mấy anh em để xem video ha. Đây giờ về là anh em mình bấm giật chơi thôi. Ok, không có làm gì nữa mấy anh em. Mà xương anh em nhìn gì thế, tay nó đi đầy đủ hết nha mấy anh em. Nó đi tay đói rồi, ok hết nha mấy anh em. Chứ không phải uống kiểu tàn tự nhiên đâu. Mình uống gì là nhìn vô giống tàn tự nhiên chứ không phải là tàn tự nhiên nha mấy anh em. Có nghĩa là tàn tự nhiên người ta để ta cắt giật thì nó ra cái tàn thiên nhiên. Còn ở đây là mình trong đây mình đi tay đi chân trong này hết ha. À. Đi tay đi chân này hết ha, thấy không? Những xương này. Đi tay đầy đủ ha, tay đối tay tay lưng đầy đủ ha, thì ở đâu mình để nó thành một cái tàn thiên nhiên vậy cây sau này nó mới có giá trị được mấy anh em. Và anh em mình cần cứ alo về bonsai vn, số điện thoại Zalo 093 241 1987 mấy anh em. Cảm ơn mấy anh em đã xem video ha, mình sẽ quay toàn mặt cho mấy anh em xem. Cây lớn hai mặt nhìn nhau hết, thấy không? Mặt mặt sau, hồi nãy là mặt chuyền. Mình cũng mới tưới vườn xong. Rảnh rảnh lấy ra quay video cho mấy anh em xem. Dáng quái đầu mấy anh em. Cái này anh em diệt cây hòn đá lên chút nó dừng cái đầu xuống đẹp lắm. Rồi cảm ơn mấy anh em đã xem video ha.